quá trời nhớt luôn, nó bắn ra luôn. Chịu hết, mình nạp ra vài ba cái để đó. Tắt nhớt. Để nó chạy tí nó hết nhớt luôn. Nạp ra một hai cái rồi bỏ đó. Lấy cái miếng vẽ cái gì đó đậy lại đi, tắt máy đi. Cái ga nó còn bấm chì vẫn nó mở ra mới xuống được. Ôi ôi, chỏ cái rậu à. Cái bơm ấy. Lấy cái miếng gì nó chịu lại. Chỗ đó phát mọc. Riêng hai cận tất cả còn bấm chì này. Rồi, Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây cái video Trung test cái con động cơ Shibura SD3000 nhé. Con này thì anh em ít F1500 lắp vào cũng được nhé. Thay đổi cái nọng một tí, nó có một cái khác ở chỗ là SD3000 thì nó sử dụng cái mặt ram sắt trực tiếp vào cái nọng của hộp số luôn. Còn S1500D là 4 máy thì nó có thêm một cái khớp canh ngắn ngắn như thế này nhé, ở tầm 6-7 cm ấy. Khớp canh nó kiểu như thế này này, kiểu này này đấy, khác nhau chỗ đấy thôi. Máy móc đẹp từ trên xuống dưới như này, chỉ có nắp cò là nó hơi tróc sơn một tí thôi, còn lại này anh em xem này, dàn bét này, tất cả nước sơn đẹp hết nhá, hàng bãi chưa có động chạm bất kỳ một cái chi tiết nào luôn nhé nè. Anh em xem bánh đà này, đáng cốt này, lóc nhé, xám xịt từ trên xuống dưới luôn nhé nè, đề sạc ngon lành nhé. Đây là chân máy này, kẹp chân máy này, đây củ sạc này, cắm biến nước này, này nắp chờ bơm bên trái, nắp chờ bơm bên phải, nó bắn nhớt ra này. Cái nhông nó ngay cái nhông cốt nó tác nhớt ra ngoài luôn, lắp cái bơm vào thì nó không có vấn đề gì hết nha. Nổ đủ 2 phút cho anh em xem, nó không dám để lâu nó mất nhớt rồi nó dễ ảnh hưởng đến cốt dinh các thứ nha. Máy có y hệt như hình ảnh nha nè. Cái đời này nó được nó chọn ăn chỗ cái con heo nha nè. Con Shibura 3000 là chỗ con heo tải của nó. Con heo tải rất là xuất sắc luôn. Cái dòng heo này thì nó sử dụng chung rất là nhiều đời nha. Rất dễ sử dụng nha nè. Bơm đầy đủ nè. Bơm tay đầy đủ nè. Còn lóc này, đồng tiền nước này, cắt xong này, lóc chân máy từ dưới lên trên này, lượt dầu này, cái dàn kẹp bét này anh em liền lạc hết nhé.
này, heo tải với hai cần riêng với anh em, một cái cần tắt máy riêng này, đây. Đây cần ga này, tất cả còn bấm chì đầy đủ hết nhé, chưa có ai can thiệp một tí gì thì vào luôn. Này, chân bếp này, rồi máy nó có còn treo thêm cái bình nước phụ gì nữa này ở trên đấy đấy, có gì thì giao nấy nhé này. Hôm trước chúng có bán cái động cơ, giao đến anh em xong, anh em nhận máy xong thì anh em hỏi máy cắt nước đâu. Chúng bán động cơ, không có bao gồm những cái thứ ngoài video nhé nè. Trên video có gì thì giao nấy thôi. Anh em hỏi những cái câu rất là dễ thương luôn. Ví dụ như là hỏi không có cái két thì lấy cái gì mà chạy. Ở đây chúng chỉ bán như vậy thôi. Không có két lấy gì mà chạy, một cái động cơ nó muốn chạy được thì nó phải có két nước là tất nhiên rồi, có đề, có sạc, phải có ắc quy, phải có nền sắc xi, phải có thùng dầu, phải có thùng nhớt, nói chung phải có rất là nhiều thứ nó mới chạy. Như tầm này là chỉ gọi là chưa đủ nữa, còn nhiều thứ nữa, bô e, còn lọc gió, bô lửa, các thứ. Thì anh em khi ráp một cái máy hoặc là dự định đấu vào đâu đó thì tự túc những cái phần còn lại hoặc là mua thêm, vấn đề gì cũng giải quyết được hết, giải quyết bằng tiền thôi. Bây giờ mình đang bán một cái con động cơ như vậy, như thế này. Rồi Trung giới thiệu với anh em một con động cơ. Ngoài phía sau thì nó tới bánh đà, phía trước thì nó tới bơm trộn nhé nè. Bánh đà bơm trộn, không có bơm thủy lực nha. Đề sạc đầy đủ. Rồi anh em mua về lắp vào. Ví dụ anh em đang sử dụng SD33000, sử dụng máy có sự cố gì đấy thì cứ sàn đầu nhà qua thôi, lắp qua thôi. Hoặc là anh em đang sử dụng SD2002-2006, cần thay lên máy 4 thì cũng mua về lắp chế lại một vài chi tiết, công việc đó phù hợp với anh em thợ nhé. Anh em tay ngang thì nên nhờ thợ tư vấn, chung là người bán không phải là thợ nhé, nên có một số cái vấn đề về đấu tháp cũng không có rõ ràng lắm, không có rõ. Rồi chung kết thúc video, chung cảm ơn anh em đã xem video. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Con động cơ Shibora SD3000 4 máy 75 ly, công suất 30 mã lực ở vòng tua 2006 nhé nè. Đấy, thông số của nó đầy đủ hết nhé. Máy hàng bãi, cắt xe. Con xe này chạy rất là ít giờ luôn, rất là đẹp nhé nè. Anh em xem cái bàn răng đề này. Rồi, máy móc, nước sơn xám xịt từ đầu đến chân nhé. Chung kết thúc video. Chung cảm ơn anh em đã xem video nhé. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng hoặc là ngay việc thì anh em cứ sắp xếp đến xem nhé. Chung địa chỉ của Chung ở Châu Thành, Long An thì anh em chắc cũng biết lâu rồi.